Ừ, chào Long. Và cô sẽ bắt đầu review cái bài của ngày hôm trước nha. Cô thấy các bạn có 42 bạn cùng học chung cô rồi nè. Hôm bữa trước thì mình học bài Extension Plan. Extension Plan là cái kế hoạch mở rộng được chưa nào? Vậy thì các bạn ôn lại từ vựng nha. Hello Huy Phương. Rồi, từ đầu tiên chúng ta đang có là ứng viên phải có comprehensive knowledge. Vậy thì các bạn có nhớ được là comprehensive knowledge cô dặn là gì không ta? Các bạn comment thử cho cô bên dưới ha. Bạn nào nhớ nghĩa của từ của cái cụm là comprehensive knowledge, các bạn comment cho cô một cái nào. Cô đang đợi nghe. Bạn Yến Nhi mới mới được đi cách ly về lại rồi nè. Đó, Nhi học chăm chỉ lại để mình lấy lại tinh thần nha. Chứ nhiều lúc vô trong khu cách ly thì mạng nó cũng yếu rồi nó giật này kia thì nó cũng hơi hơi phức tạp. Ừ, đúng rồi, cô nhận được cái cụm là comprehensive knowledge, các bạn dịch là gì? Kiến thức toàn diện, đúng rồi, bạn Ninh nè, bạn Yến Nhi cũng dịch là kiến thức toàn diện nè. Từ comprehensive mình dịch là toàn diện chứ không có dịch là chuyên môn nghe Phương nghe. Rồi, cô nhận được thêm của bạn Hồng, bạn Hùng nữa. Đúng rồi đó, chính xác, giỏi. Giờ Long cũng đúng rồi nè. Tiếp theo, chúng ta có thì cái kiến thức toàn diện về gì? Xuất nhập khẩu quốc tế hoặc là qualification. Vậy thì cái qualification là cái mà sau khi mình kết thúc một cái khóa học nè thì người ta sẽ cấp cho mình một cái chứng chỉ hoặc một cái bằng để mình người ta công nhận là mình đã tham gia cái khóa học đó hay là mình có kiến thức về cái khóa học đó thì người ta sẽ dùng từ qualification, cái chứng nhận ha. Hoặc là mình sẽ có cái ability để quan sát. Vậy thì mình có ability là danh từ, có nghĩa là gì? Cái khả năng để quan sát và figure out vấn đề in a timely manner. Rồi, mình comment cho cô cái cụm là figure out vấn đề và giải quyết in a timely manner. Hôm bữa trước cô dặn là học cái cụm in a timely manner, mình học một cụm, mình đừng học lẻ lẻ đó, các bạn nhớ không nào? Rồi, comment thử nha. Figure out mình dịch là gì đây ta? Hello Ngọc. Rồi, chào Lan Phương. Long time no see. Hello bạn Kim Ngọc nè. Các bạn ơi, các bạn nhớ là comment cho cô từ figure out nha. Đó, figure out vấn đề và giải quyết in a timely manner. Đúng rồi, cô nhận được đáp án của Phương rồi, Ninh rồi nè, Anh Thư nè, giỏi. Bạn Quốc nữa, tìm ra. Đúng rồi, ok. Tìm ra vấn đề và giải quyết in a timely manner là giải quyết sao đúng đúng hạn ha. Rồi hello Thu, đúng rồi, bạn Linh cũng cũng dịch là tìm ra rồi nè. In a timely manner, bạn Long dịch cho cô là một cách đúng lúc, một cách kịp thời, đúng chính xác, giỏi. Rồi mình sẽ có tiếp là xong rồi, những cái người đó thì sẽ responsible for hoặc là be in charge. Vậy thì các bạn lưu ý ha, mình đang có hiện tại hai cụm nè. Vậy thì đằng sau mà mình thấy giới từ là for thì các bạn nhớ điền là responsible for, chịu trách nhiệm cho. Còn nếu như thấy đằng sau mà có chữ of thì nhớ là điền là be in charge thì với giới từ of nhé. Và làm sao nữa? Và sẽ evaluate hoặc là access cái số liệu liên quan đến xuất nhập khẩu. Evaluate tức là mình đánh giá cái số liệu đó. Và tiếp theo nè, có một từ mà cô sợ các bạn sẽ quên nè, đó là từ guarantee. Bạn nào nhớ từ guarantee không ta? Guarantee là gì ở đây ta? Từ guarantee hôm bữa trước á, chúng mình học chung với nhau á, là cô nhớ là mấy bạn có nói được rất rất là nhiều từ đồng nghĩa với từ guarantee. Các bạn có nhớ cái từ đó không nè? Cho xin nghĩa, cho xin từ đồng nghĩa luôn nha mọi người nha. Đúng rồi, cô nhận được 1, 2, 3, 4, 5 đáp án nè của Trân. Đúng rồi, Long, Huy Hoàng, Duy Hoàng, Bích Vân, Lê Ninh. Giỏi. Ừ, đúng rồi, chắc cô xin từ đồng nghĩa nha. Bạn Phong kêu Quỳnh vô học chung với cô Giang nha. Đúng rồi, chắc cô xin từ đồng nghĩa với từ guarantee nè mọi người ơi. Rồi, guarantee ở đây chúng ta sẽ dịch nghĩa là đảm bảo. Đúng rồi, từ đó bằng nghĩa với từ gì đây ta? Đúng rồi, tiếp nè, ensure rồi gì nữa? Còn nữa nè, còn nữa nè. Rồi, tiếp theo, đảm bảo cái việc vận hành cảng productivity là một cách có hiệu quả, có năng suất, dịch là productivity. Hôm bữa trước cô cũng có nhắc các bạn nè, mình có từ product là sản phẩm, rồi production là sản xuất, sự sản xuất, rồi productively mình sẽ dịch nghĩa là một cách năng suất, một cách hiệu quả. Các bạn ghi chú lại những cái từ đó nha. Ensure nè, make sure nè, guarantee nè. Rồi mình có một cái từ assure nữa, các bạn có nhớ từ assure không? Đúng rồi, cô nhận được đáp án của bạn Ninh rồi nè, Ninh bị thiếu một chữ S ở bên từ assure hay sao á.
Tiếp nha, chúng ta sẽ có từ fulfill các assigned task. Đó, vậy thì fulfill có nghĩa là hoàn thành các cái task được giao, các cái nhiệm vụ được giao ha. Rồi, tiếp theo nè, chúng ta sẽ có là những ai mà cảm thấy mình eligible cho cái vị trí này á, thì xin mời nộp application trực tiếp ở headquarter của công ty. Vậy thì mình có cái từ be eligible for, có nghĩa là gì? Đủ điều kiện cho cái này. Vậy thì mình sẽ có những cái cụm hôm nay mình học nè. Thứ nhất là be responsible for nè, be in charge of nè, rồi eligible for nè, rồi những cái từ guarantee bằng nghĩa với ensure, bằng nghĩa với assure, bằng nghĩa với make sure. Đó là những cái từ các bạn học thuộc đó nhé. Tiếp theo từ headquarter nó sẽ bằng nghĩa với từ home office nè, bằng nghĩa với từ head office nè. Mình sẽ dịch nghĩa là trụ sở chính nha. Rồi, sau đây thì mình sẽ chuyển sang bài mới của ngày hôm nay nè. Bài hôm nay mình học về chủ đề là travel agency ha các bạn ha. Travel agency, rồi cho các bạn đoán nghĩa của cái từ này trước khi mình vào mình học chính nè. Mình muốn học từ vựng của cái chủ đề đó thì mình biết cái chủ đề nó nói về cái gì chứ, đúng không nào? Bạn nào đoán được travel agency là gì không ta? Rồi, cô đang đợi đáp án của các bạn nha. Travel agency ở đây là gì đây ta? Nhớ nè, cô sẽ mở file nghe, các bạn nghe trước, đọc trước cho cô từ này nha. Travel agency. Rồi, các bạn nghe rõ chưa nào? One more. Travel agency. Travel agency. Ok. Rồi, cô đang nhận được đáp án. Hello, cô Hảo. Cô đang nhận được đáp án là đại lý du lịch. Đúng rồi. Vậy thì cái từ... Rồi, Sơn có đại lý du lịch. Đúng rồi, tất cả các bạn đang chọn đáp án chính xác rồi đấy. Travel agency. Travel agency. Chúng ta sẽ dịch nghĩa là đại lý du lịch. Vậy thì các bạn nhớ nè, cái chỗ mà người ta bán mấy cái tour du lịch cho mình á thì là travel agency ha. Rồi, tiếp theo từ số 2. Vậy thì đây là một cái tour nè, được chưa? Đúng rồi. Bạn Kiều Lợi. Rồi, Lợi cũng đúng rồi nè. Hello Lợi. Cô mới thấy Lợi vô với cô Giang lần đầu nè. Rồi, nhớ là em lưu lại cái link này để mình học thứ hai với nhau hàng tuần nha, lúc 11 giờ nha. Đúng rồi. Ok, vậy thì đây là một cái tour, xong rồi cái có một cái chị cầm cái cờ đi ở đầu, xong rồi người ta dắt mình đi hết chỗ này tới chỗ kia, cứ tới một cái địa điểm là người ta sẽ thảo luận về cái chỗ đó, người ta sẽ nói cho mình biết những cái thông tin về chỗ đó, thì đó gọi là một cái guided tour. Vậy thì các bạn có đoán được guided tour là gì không ta? Hello Tùng, hello cô Dung ha. Đúng rồi, cô nhận được. Không, cái này mình dịch chữ tour trước mọi người ơi. Xong rồi mình dịch từ guided nha. No, no. Đúng rồi, cô nhận được đáp án của Long nè. Cô nhận được đáp án của Long đúng rồi nè. Vậy thì các bạn phải chú ý cho cô này nha. Ở đây không phải là chỉ người mà mình dịch là hướng dẫn viên du lịch là tiêu luôn á. Đây, tour là... Từ tour thì chắc không cần dịch đâu ha. Đó là một cái tour du lịch, được chưa? Guided là được hướng dẫn. Vậy thì đây là một cái tour du lịch có người hướng dẫn thì mình gọi là guided tour. Nó không phải là danh từ chỉ người nha mọi người nha. Không phải là danh từ chỉ người nha. Guided tour. Rồi, one more. Guided tour. Ừ, đúng rồi. Tour du lịch có người hướng dẫn hoặc là tour du lịch có hướng dẫn viên. Các bạn cập nhật lại nha. Đúng rồi đấy. Mấy bạn comment sau là đúng rồi nè. Chưa trước xong cái thấy cái chị cầm cái cờ đó cứ tập trung vô cái chị đó là sai luôn á. Rồi, tiếp theo là mình có từ hesitant. Từ này thấy cái anh đó là mình cũng biết ảnh như nào rồi đó. Đó, dụ như cô hỏi hôm nay trời, Google, lại Google tiếp. Tôi đã dặn các bác là đừng có tra Google dịch rồi cơ mà. Ừ, đúng rồi. Hesitant. Hesitant. Từ này nhớ là nhấn âm số 1 nha. Nhấn trọng âm 1 nha. Hesitant. Do dự, ngần ngại, lưỡng lự đều đúng nha mọi người nha. Hesitant. Từ này có nghĩa là do dự, ngần ngại, lưỡng lự. Đúng rồi, Huy Hoàng nè, bạn Mai Phương, bạn Ninh, Tấn Quốc, Thành Nguyên đều đúng hết nè, giỏi. Thiên Bình, rồi bạn Kiều, bạn Hồng cũng đúng, bạn Long cũng đúng, giỏi. Tiếp theo là từ proceed with. Chờ, vậy thì các bạn nhớ nè, cái từ proceed này bình thường á, nó có hai dạng. Thứ nhất là nó có thể là danh từ nữa ha. Nó có thể là danh từ, động từ nữa. Các bạn ghi chú nha. Proceed with. Rồi, cho cô xin nghĩa nè. Cho cô xin nghĩa từ proceed nè. Từ này mình thỉnh thoảng mình có gặp trong đề thi của TOEIC nè. Các bạn có nhớ nghĩa từ proceed không ta?
Rồi, hello quý ha. Rồi, quý nhớ ôn từ vựng với cô Giang nha. Mình có từ proceed with caution. Đó, tiến hành. Rồi, cô nhận được hai nghĩa rồi nè. Bạn Thư nè. Rồi, bạn Hùng nè. Hello Tuấn. Rồi, bạn Hồ Thanh. Tiến hành thực hiện với Mai Phương. Proceed with. Rồi, cô mở lại lần nữa bạn nghe nha. Proceed with. Proceed with. Được chưa nào? Từ này có nghĩa là tiến hành. Đó. Tiến hành, từ này là từ mà nó ít xuất hiện ở trong sách của mình này, cho nên các bạn viết từ này vào nhé. Viết từ này vào trong sổ tay của mình nhanh nhé. Proceed with, tiến hành, được chưa? Vậy thì nhớ là proceed with caution là tiến hành với cái sự cẩn trọng. Tiếp theo là từ policy, được chưa? Cô sẽ mở lại từ này ha. Các bạn chọn đúng từ, đúng nghĩa của từ đó rồi đấy. Từ này học rồi, ok, tốt. Rồi, mình có từ tiếp theo là từ policy. Các bạn có biết từ này không ta? Policy. Cô không thấy có một cái đề TOEIC nào mà nó không xuất hiện cái từ này cả mọi người ạ. Đúng rồi, từ này là các bạn thuộc lâu lâu luôn đúng không? Chính sách, chính xác rồi nè. Mai Phương, Thiên Bình, bạn Hồng, bạn Tân đồ làm cũng đúng rồi nè. Long, rồi Quốc. Đúng rồi, chính xác hết. Policy. Policy, từ này nhấn âm số 1, dịch nghĩa là chính sách, chính xác rồi đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có từ save. Save ở đây chúng ta sẽ dùng nghĩa là tiết kiệm, từ này save. Save từ này tương đối là dễ nên cô sẽ lướt qua ha. Save là tiết kiệm, đúng rồi. Thu Thủy nữa nè, bạn Trái Bơ nữa nè, Ngọc Phong. Rồi à, từ save mình đừng dịch là lưu nha em nha. Ở trong TOEIC thì nó hay mang nghĩa là tiết kiệm hoặc là giữ lại cái gì đó, nó hay mang nghĩa là tiết kiệm hơn ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có là under construction. Vậy thì chúng mình có nè, cái danh từ là từ construction là gì nhớ không nè? Mình có cái biểu tượng đó, construction. Xong rồi chúng ta sẽ có cái cộng là construct. Rồi, nó sẽ bằng với under construction. Các bạn có nhớ không nè? Under construction. Under construction. Ừ, đúng rồi. Ồ, cái comment của Nhật của công ty du lịch sớm giờ nó mới bị bay lên nè, Nhật mạng của em nó bị yếu á. Rồi đúng rồi nè, cô nhận được rất là nhiều đáp án. Đang xây dựng là được rồi em, đừng có dịch dưới sự xây dựng nó cồng kềnh lắm. Đang xây dựng nha. Under construction. Under construction. Under construction. Đang được xây dựng. À no, cái này cái cụm mà mang nghĩa là động từ mà mình sẽ dịch là đang xây dựng hoặc là đang tiến hành xây dựng nhé. Còn công trình xây dựng là một từ thôi. Construction là nó đã mang nghĩa là công trình xây dựng rồi nha. Chính xác rồi nè. Bạn nào làm cũng đúng hết. Tiếp theo, từ này complementary. Từ này mình nhấn trọng âm ở âm số 3. Các bạn nghe kỹ từ này á. Từ này rất rất là hay xuất hiện ở trong bài thi luôn á. Complementary. Rồi, cô mở lại lần nữa ha, hơi nhanh ha. Complementary. Complementary. Các bạn đọc lại từ này với cô nha. Complementary. Nó bằng nghĩa với từ free. Đúng rồi. Ô cha, ai cũng đúng hết. Nó từ này mình đừng dịch là tạm thời nhé. Mình dịch là miễn phí nè. Miễn phí nha mọi người nha. Complementary. 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 Bằng nghĩa với từ free, miễn phí. Đó. Đúng rồi, miễn phí, chính xác, giỏi. Ai cũng thuộc hết. Ôi đỉnh quá. Tiếp theo là từ proposal. Từ này mình nhấn trọng âm số 2. Proposal. 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 Đúng rồi. Ok. Proposal. Rồi. Từ này cô đoán là các bạn thuộc nghĩa của từ này rồi nè. Cho cô xin nghĩa luôn nha. Cho cô xin nghĩa của danh từ. Rồi. Cho xin cái nữa nè. Cho động từ của từ proposal là từ gì các bạn nhớ không? Đúng rồi. Cho cô xin động từ của từ proposal nha mọi người nha. Động từ của từ này là gì nè? Proposal là danh từ. Các bạn đang dịch là... Đúng rồi, cái này là trường hợp đặc biệt. Giỏi, Hoàng nó còn nhớ nó nè. Sự đề xuất. Cho cô xin động từ. Rồi, động từ cô nhận được là từ propose của bạn Trái Bơ nè, Phương nè, Ninh nè, Tấn Quốc, Xuất Sắc, Minh Hoàng, Thành Nguyên. Ồ, bạn Thái, bạn Hùng. Ồ, giỏi quá. Proposal. Xuất sắc luôn. Bản đề xuất. Ồ, ai cũng thuộc từ này hết. Giỏi. Mình học là mình phải học hết cái trường của nó luôn để cho gặp nó không có bị sốc. Tiếp theo là từ approval. Cái này, cái cách cấu tạo nó cũng hay như từ proposal vậy đó các bạn. Approval cũng là danh từ luôn. Cho con xin nghĩa từ này nha. Approval.
động từ của từ approval cũng là approve luôn. Đấy, ví dụ như khi mà mình gửi lên cái proposal gì đó lên cho sếp, xong sếp chỉ gửi email lại một từ thôi, approval, xong là mình biết cái đó là mình làm luôn. Rồi, các bạn có nhớ từ đúng rồi, chính xác, sự chấp thuận, sự đồng ý, sự tán thành, động từ của từ approval sẽ là approve. Approval. 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 Ok, từ này là sự phê chuẩn hoặc là đồng ý ha, chính xác. Tân nè, Nhật nè, Thảo, đúng rồi, Trân. Ai dạ quá, ai cũng đúng hết. Xuất sắc. Rồi, tiếp theo là từ announce. Nhớ là từ này cô nhấn trọng âm ở âm 2 nha mọi người nha. Announce, được chưa nào? Bằng nghĩa với từ notify và bằng nghĩa với từ inform. Đó, nhìn thấy cái bạn đó, bạn bắt cái loa lên là biết bạn làm cái gì rồi đó, đúng không nào? Đúng, chính xác. Ờ, đúng rồi. Giờ, giỏi quá. Hello, hello bạn Miu ha. Ừ, Thảo, Hồng, rồi, chính xác. Mình đang tới announce. 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 Notify. Notify. Cô đọc âm Anh Mỹ nhé. Nếu như đọc âm Anh thì chúng ta sẽ đọc là notify. Còn đọc âm Anh Mỹ thì mình sẽ đọc là notify. Inform. Inform, nhấn trọng âm số 2 nha mọi người nha. Dùng thông báo rộng rãi, trường hợp 2 và trường hợp 3 dùng thông báo nội bộ. Rồi, xuất sắc. Bạn Minh Hoàng đã đưa cho chúng mình một cái comment rất là cụ thể nè. Từ announce thì sẽ dùng để thông báo rộng rãi cho tất cả mọi người. Còn từ notify với từ inform thì hay được sử dụng để mình thông báo trong nội bộ công ty. Thì mình hay dùng hai từ đó. Chính xác, bạn Hùng cũng biết nè. Giỏi. Từ này có nghĩa là thông báo ha mọi người ha. Đúng rồi, Linh cũng đúng rồi nè. Ok, vừa rồi là 11 từ vựng của bài số 20 ngày hôm nay, story số 20 ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái story này, mình gắn hết mấy cái từ đó lại chung nhau nha. Đó, rồi, này là cái chỗ đại lý du lịch, được chưa? Cái đại lý du lịch ABC, chỗ này giống bánh quá. Đang có chương trình khuyến mãi cho khách hàng lần đầu tiên đăng ký đi máy bay tại hãng. Và ngoài ra nếu như mà khách hàng đăng ký cái guided tour, đăng ký cái tour mà có người hướng dẫn á, thì sẽ được giảm thêm 5% vé, được chưa nào? Ticket từ đó dễ rồi. Tiếp theo, số lượng khuyến mãi thì có hạn, cho nên là quý khách đừng chần chừ, hãy tiến hành đăng ký ngay. Đúng rồi. Ok, hello Thiện, hãy proceed with đăng ký ngay. Rồi, cho cô hỏi nè, các bạn có nhớ từ proceed hồi sớm giờ cô học cô dạy nghĩa là gì không cha không ta? Mọi người ơi, mọi người có nhớ từ proceed không ta? Nãy giờ từ travel agency cũng dễ nè, guided tour cô nhắc rồi nè, ticket thì dễ quá nè, hesitant là chần chừ do dự nè, nãy có cái anh đứng gãi đầu đó. Rồi bây giờ mình tới từ proceed with. À, hãy gì? Hãy tiến hành đăng ký ngay, chính xác. Rồi tiếp theo nè, đại lý của chúng tôi luôn cập nhật và sửa đổi cái policy, cái chính sách để hài lòng quý khách hàng và giúp quý khách hàng sao save là tiết kiệm chi phí một cách tối đa ha. Đúng rồi, bạn nào cũng nhớ từ đó hết. Rồi mình đến cái cụm tiếp theo là lưu ý, thì khi mà mình đến trực tiếp đăng ký tại đại lý du lịch ABC thì có bãi đỗ xe B2 đang được under construction là đang được thi công, đang được xây dựng lúc trước thì nay đã đưa vào hoạt động rồi, thay thế cho bãi đỗ xe B1, cho nên quý khách sẽ được gửi xe complimentary. Vậy thì các bạn lưu ý nè, tại sao chúng ta phải học từ này? Bởi vì khi mà mình học ở trong phần part 3 hoặc là part 4 chẳng hạn, ở dưới câu hỏi mà người ta đưa ra từ complimentary thì ở trên cái phần đọc người ta sẽ đọc từ free hoặc ngược lại, nhớ chưa nào? Cho nên chúng ta sẽ học hai từ luôn ha. Complimentary bằng nghĩa với từ free, miễn phí, đúng rồi, chính xác. Rồi giỏi quá. Tiếp theo, chúng tôi đánh giá cao mọi ý kiến đóng góp của khách hàng và sẽ đưa ra cái proposal, đưa ra cái đề xuất lên cấp trên. Vậy thì chúng ta sẽ học hai từ nó song song với nhau nè các bạn. Khi mà mình proposal cái gì đó, khi mà mình propose cái gì đó lên cấp trên thì có khả năng sếp sẽ sao approve, và danh từ sẽ là approval. Mình học hai cái từ đó ha. Đề xuất là gì, proposal, và chấp thuận là gì, approval. Học hai từ đó chung với nhau nha. Khi đề xuất thì mới có hy vọng được chấp nhận ha. Tiếp theo là chúng tôi sẽ announce hoặc là notify hoặc là inform đến quý khách hàng trong thời gian sớm nhất, được chưa nào? Sẽ thông báo đến quý khách hàng trong thời gian sớm nhất ha.
Đó, vừa rồi là 11 từ vựng của bài ngày hôm nay. Hôm nay là story số 14 và là livestream số 20 của chúng ta ha. Tiếp theo mình đến với phần practice nè. Hôm nay mình luyện tổng cộng là 10 câu của phần practice. Các bạn nhìn có rõ màn hình của cô Giang không ta? Alo, các bạn nhìn có rõ màn hình của cô không ta? Ổn đúng không? Rồi, bạn nào mình nhìn thấy màn hình của cô rồi á, mình bắt đầu ngay mình làm câu số 1 nha. Hello bạn Thanh Nhàn nè. Rồi, ở đây á, là toàn là những cái câu mà nó liên quan đến phần từ vựng thôi ha mọi người ha. Rồi, bạn Tân thấy rồi nè, bạn Thủy, bạn Anh Thư thấy rồi nè. Rồi, cảm ơn các bạn. Dạ, rồi, Yến Nhi cũng thấy rồi nè. Dạ. Rồi, nếu như mà nhìn rõ rồi thì các bạn bắt đầu làm ha. Mình có 4 đáp án là 4 đáp án khác nhau cả, cho nên chúng ta sẽ đi dịch nè. Cô nhận được đáp án của bạn Long rồi nè, rất là tốc độ luôn. Mình có từ selective, ở đây chúng ta sẽ dịch nghĩa nó là tính từ đó mọi người nha. Mình dịch là có tuyển chọn. Được chưa nào? Tiếp theo, từ impressive. Cô để cô thu chữ bé bé lại chút đi, to quá. Rồi, mình có từ impressive, dịch là có ý nghĩa. Được chưa nào? Definitive, rồi, mình sẽ dịch là cuối cùng. Hoặc là hay nhất. Và câu D, competitive, chúng ta dịch nghĩa là cạnh tranh. Cạnh tranh, ha. Rồi, cô đang nhận được 1, 2, 3 đáp án là câu... B. Cho cô hỏi cái nguồn có ý nghĩa là nguồn như thế nào ta? Rồi, câu này gây confuse này mọi người nha. Các bạn lưu ý ha, khi mà mình chọn á, mà có những cái đáp án mà nó gây rối như vậy á, thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng nhất. Bởi vì trong TOEIC là được chọn một câu thôi, chứ không có chơi 2-3 đáp án được, hiểu không nào? Cho nên là mình chọn cái hay nhất, cái hay nhì là bỏ đi nhá. Cho cô xin bản dịch nè, cho cô xin bản dịch. Cô đã dịch tới ngay chỗ đây nè, Diamond Getaway Travel Agency, cái đại lý du lịch tên là Diamond Getaway, thì được xem là, rồi các bạn dịch tiếp cho cô cái cụm danh từ ở phía sau thôi nhé. Cô sẽ dịch là được xem là, rồi mọi người dịch cho cô cái cụm đằng sau gắn lại cho nó đúng nè. Is considered, đó, được xem là, rồi cô để đó ha, mọi người dịch cho cô cái cụm danh từ ở phía sau nha. Đây, cái nguồn gì đó, vậy thì mình dịch ngược lại, nguồn gì cho đúng nè, nguồn có tuyển chọn nè, nguồn ý nghĩa nè, nguồn hay nhất nè, nguồn cạnh tranh nhất, nguồn hay nhất, tốt nhất, đó. Rồi, cô đang, hiện tại cô đang nhìn thấy A, B, C, D có đầy đủ hết, không sót đáp án nào hết. Sớm giờ có bạn Thủy nè, Thành Nguyên nè, bạn Sang, bạn Minh Hoàng đang chọn câu A nha. Nhớ nha, mình trung thành với quan điểm của mình nha. Tiếp theo, bạn Long nè, bạn Hồ Thanh nè, bạn Hùng, bạn Yến Nhi chọn câu B. Rồi, có Nhật chọn câu A nữa, Ngọc là chọn câu C, và có một bạn chọn câu D là bạn Hồng nè. Rồi, bạn Huy Hoàng cũng chọn câu A nè, Long chọn câu C nè, Yến Nhi chọn, Yến Nhi hồi nãy trên đây hình như, Lê Hồ Yến Nhi với Lâm Thị Yến Nhi, mình có hai bạn Yến Nhi lận mọi người ạ. Rồi, bạn Trân cũng chọn câu C nè, đúng rồi. Các bạn cho cô bản dịch nha, dịch sao cho hay để mà mình thuyết phục những bạn khác là tại sao tôi phải chọn đáp án này mà mình không chọn đáp án kia nha. Bạn Tân chọn câu A, bạn Quốc Đạt, bạn Kim Ngọc chọn câu A nè. Rồi, cô chốt nha. Gấp đôi chỗ đó chốt đến chết. Ôi chết rồi. Mà Minh Hoàng nó chọn câu nào mà nó dữ dội quá á. Câu A hả? Rồi, ok. Cái câu này á, nó sẽ gây confuse cho chúng mình như sau nha mọi người nha. Nguồn có tuyển chọn nghe cũng hợp lý đúng không? Đó, nhưng mà đằng trước nó có thứ gì? Nó có chữ đờ mọi người ạ. Đó, đúng không? Vậy thì chứng tỏ là mình có phải là mình có rất là nhiều những cái nguồn không mọi người? Vậy thì khi mà người ta nói là được xem là nguồn có tuyển chọn thì nghe nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà mình sẽ nói là đó là cái nguồn tốt nhất, được chưa nào? Cái nguồn tốt nhất đó dành cho những cái người mà đi du lịch trên khắp thế giới. Vậy thì cái câu này chúng mình sẽ chọn đáp án câu C, được chưa nào? Đó là nguồn tốt nhất, nguồn hay nhất dành cho tất cả mọi người.
Bởi vì có rất là nhiều thứ, có rất là nhiều cái travel agency, cho nên là nó consider, ở đằng trước nó có chữ the, thì mình nên chọn là hay nhất hoặc là tốt nhất. Các bạn hiểu vấn đề tại sao chúng mình lại chọn câu C mà không chọn câu khác không nào? Cái câu này á, cô dạy ở trên trung tâm cũng sẽ có rất là nhiều bạn bị confused cái câu này nè. Cho nên là các bạn ghi chú lại nha, câu này câu C nha mọi người nha. Câu C là câu hay nhất, chúng ta sẽ dịch là nguồn tốt nhất dành cho tất cả mọi người trên khắp thế giới, được chưa nào? Đúng rồi, bạn Trần Hoành. Dạ, chọn câu C nha mọi người nha. Bạn Duy nè, Hoành nè. Rồi, Mai Phương, Ngọc Tuấn, bạn Trân nè. Yến Nhi làm cũng đúng nè, Long làm cũng đúng nè, giỏi. Đúng rồi đấy, chính xác rồi mọi người. Mình chọn câu C nha mọi người nha. Các bạn còn lại đã hiểu câu số 1 tại sao mình chọn C mà không chọn câu A được chưa? Câu D là thôi bỏ rồi. Nguồn cạnh tranh là không chơi rồi. Nguồn có ý nghĩa là không chơi rồi nha. Chỉ có nguồn tuyển chọn với nguồn hay nhất rồi. Được chưa? Vậy thì mình chọn là cái nguồn tốt nhất. Đó, cái câu C nghe nó thuyết phục hơn câu A, cho nên chúng ta sẽ chọn câu C mà không chọn câu A nha mọi người nha. Rồi, các bạn đã hiểu câu số 1 chưa? Bạn nào hiểu rồi comment cho cô là yes để cô có động lực cô chuyển sang câu số 2 nha. Còn nếu như mà mình chưa thông đó, là phải nói ngay lập tức cho cô để cô chỉnh lại cho các bạn nào. Rồi, mọi người đã hiểu câu số 1 chưa? Bạn nào mà ok rồi thì mình chuyển nhanh sang câu số 2 nha. Cô đang để câu số 2 rồi nè. Rồi, cảm ơn Hoàng, cảm ơn Long. Bạn Minh Hoàng ok chưa Hoàng ha? Minh Hoàng ok chưa? Hồng, Thu Thủy, Huy Hoàng rồi, ok hết rồi. Mình chuyển sang câu số 2 nè các bạn. Ở đây chúng ta đang cần một cái gì? Bốn đáp án hiện tại đang là dạng verb ed, được chưa nào? Đang là dạng verb ed nè. Đó, vậy thì mình dịch nó là tính từ hay là động từ đây? Chúng ta đang nhìn thấy là bla bla tour. Vậy thì ngay cái chỗ đây nó sẽ là gì? Tính từ nằm trong cụm danh từ, cho nên tất cả những cái ở dưới mình sẽ không có dịch là động từ nha các bạn. Dịch tính từ cho cô nghe. Nó mang nghĩa tính từ rồi. Từ reported chúng ta sẽ dịch nghĩa là được thông báo. Được thông báo. Demonstrated là được mô tả. Ok. Show là được trình bày. Trình bày hoặc là trưng bày đều được nhé. Rồi câu D là được hướng dẫn. Vậy thì hồi nãy chúng mình mới học có một cái cụm là a guided tour đấy các bạn. A guided tour, tour có người hướng dẫn du lịch, các bạn nhớ không? Lần sau gấp 4 chứ không gấp đôi nữa. Cô nghe cắt cược giữa tay. Rồi. Ok, các bạn cho cô xin bản dịch nha. Mình dịch một cụm nè. Cái mà bao gồm cái gì gì đó nè. Bao gồm cái gì đó, dịch tiếp nè. Ở đây chúng ta sẽ có những cái từ như sau nè. Cái tour này, cái công ty này nè, công ty hướng dẫn du lịch này nè, thì nó đã cung cấp một cái chuyến đi cuối tuần đặc biệt với cái mà bao gồm một cái tour gì? Có người hướng dẫn vòng quanh cái vịnh nhé. Gorgeous Bay là cái vịnh tuyệt vời, cái vịnh tuyệt đẹp của resort và một vài cái hòn đảo đó chỉ có thể tới được bằng gì? Bằng tàu thủy thôi. Accessible chúng ta sẽ dịch nghĩa là chỉ có thể đến được bằng tàu thủy, các bạn lưu ý ha. Đúng rồi, chuyến du lịch được hướng dẫn vòng quanh vịnh tuyệt đẹp, từ gorgeous là đẹp tuyệt vời luôn đó. Tô cái từ này lên học thêm một chữ tính từ cũng được nè, bữa sau mình thấy từ gorgeous mình đỡ sốc nè. Ok, câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là câu D, cái này dễ quá rồi, nãy mình dạy rồi ha. Tiếp theo là câu số 3. Yeah. Please do not blah blah to share. Đó. Vậy thì mình dịch cho cô tới đây thôi nè. Đừng ngần ngại gì gì đó, dịch cho tới từ opinion thôi là ok rồi, không cần phải dịch nữa ha. Rồi cho cô xin đáp án bản dịch luôn nha mọi người nha. Cho cô xin bản dịch luôn nha. Provide chúng ta sẽ dịch nghĩa là cung cấp, như thế nào? Cung cấp. Rồi, hesitate là ngần ngại, do dự. Chữ này mới học nãy. Qualify thì hay đi với giới từ for, đủ điều kiện cho. Rồi từ compete chúng ta sẽ dịch nghĩa là cạnh tranh ha. Đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của bạn, xuất sắc. Đúng rồi, tất cả các bạn đang chọn đáp án là câu B nữa nè. Câu nào mà mình đúng thì mình nên đặt ngôi sao hy vọng nha mọi người nha.
Rồi, please do not hesitate to share opinion. Đừng ngần ngại để share cái ý tưởng của bạn, share cái ý kiến của bạn vào trong cái ô comment ở dưới này để mà chúng tôi có thể làm sao tìm thấy và làm sao consider và xem xét cái sự thay đổi cho nó thích hợp ha. Mình có từ alternative ở đây nè. Cái từ này đừng có dịch nó là tính từ, nó sai á, nó là danh từ nghe mọi người nghe. Mình sẽ dịch là sự thay đổi thích hợp, được chưa nào? Cái này nó cũng là một cái dạng đặc biệt đó. Đúng rồi, Yến Nhi, bạn Oanh, bạn Tân rồi làm đúng hết. Giỏi. Hương cũng đúng, bạn Thanh, Thành Nguyên rồi, Tấn Quốc, Minh Hoàng rồi, Trang cũng đúng, giỏi hết. Tiếp theo mình chuyển sang câu số 4 nè. À, câu số 4 chúng ta có một cái từ accommodation. Làm sao phân biệt được vậy cô? Ô, phân biệt cái gì vậy em? Phân biệt được cái gì vậy bơ? Ý em đang muốn cô phân biệt cho em gì? Ngay chỗ từ alternative á. À rồi, ok. Alternative ở đây á, các bạn coi thử. Tùy theo cái vị trí của nó ở trong câu mà mình sẽ coi nó là danh từ hay là tính từ. Nếu như nó đứng đằng sau to be thì nó sẽ là tính từ, được chưa? Còn nếu như mà nó đứng ở cuối cái cụm, ở đây mình đang đứng nè, bạn nhìn thấy possible alternative ở đây nó là tính từ rồi, thì đằng sau tính từ sẽ là danh từ. Còn nếu như nó đứng ở phía trước danh từ thì mình sẽ dịch nó là mang nghĩa tính từ, được chưa? Tùy theo vị trí nó đứng mà mình sẽ cân nhắc cái loại từ cho nó thích hợp để mình dịch theo cho nó đúng. Đó. Rồi. Ừ đúng rồi, cô giải thích bạn bơ từ alternative hiểu chưa nào? Hello bạn Khánh ha. Khánh mới vô nè. Rồi, mình có một cái từ accommodation cho cô hỏi nha, cho cô hỏi các bạn từ này. Từ accommodate. Accommodate cho cô hỏi động từ nó nghĩa là gì vậy mọi người? Ừ, cô nhận được lời dịch của bạn Thanh, bạn Nhật, bạn Minh Hoàng nè, giỏi. Cái library, cái thư viện này đã thông báo a new tất cả các bạn đều chọn đáp án câu B cả. A new policy, thông báo một cái chính sách mới rằng nha, từ that ở đây. Rồi cô chỉ nè, ở đây á mọi người, từ that nó có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất á, cái từ that này nó có khả năng nó sẽ là liên từ thì mình sẽ dịch là rằng, được chưa nào? Đằng sau nó sẽ cộng với SVO, nhớ nha. Đây là cô đang mở rộng ngữ pháp cho mình đấy, chứ không là bữa sau nó quên mất đấy. Cái thứ hai nữa, nếu như mà mình dịch từ that này á, mà nó là đại từ quan hệ được chưa, thì đằng sau này nó sẽ cộng với ngay một cái verb liền. Vậy thì các bạn chú ý, ở đây đằng sau mình đang thấy cái all borrowed book đang đóng chức năng là chủ ngữ rồi, được chưa? Đằng sau must be returned là động từ, cho nên cái thằng that này mình sẽ dịch nghĩa là rằng ha. Đó, thông báo rằng, thêm một cái chính sách rằng tất cả cuốn sách được mượn phải được hoàn trả trong 5 ngày làm việc kể từ ngày check out, được chưa nào? Dạ. Rồi. Đúng rồi. Từ accommodation mình dịch nghĩa là chỗ ở. Đó. Rồi, từ accommodate cô sẽ cung cấp cho các bạn hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cung cấp chỗ ở cho ai? Cho ai, được chưa nào? Rồi, nghĩa thứ hai nữa nè, có nghĩa là đáp ứng. Đó, cái nghĩa đáp ứng này các bạn hay quên lắm cho nên cũng phải nhắc. Rồi, thứ hai là policy là chính sách, handling là xử lý. Xử lý nhá. Và từ measure chúng ta sẽ dịch nghĩa là giải pháp. Ok. Rồi, cô thấy bạn nào làm cũng đúng nè. Ở từ nào dịch là cung cấp vậy ta? Accommodate làm sao mà dịch là cung cấp ta? Mình dịch là đáp ứng nhá. Rồi mình chọn chính sách là policy. Bạn nào làm cũng đúng hết, xuất sắc luôn. Rồi mình chuyển sang câu số 5 nè. Câu số 5 ở đây á, các bạn nhìn nè, đằng trước nó là chữ word, đúng chưa? Đó, vậy thì đằng sau này mình sẽ dịch nghĩa nó. Coi thử cái câu này có động từ chưa? When the construction worker were blah blah of. À rồi, ngay chỗ đây nó cầm cái verb này mọi người. Verb, đó, vậy thì mình dịch nó theo nghĩa verb nhé. Rồi bạn nào comment đáp án của câu số 5 rồi á, thì cho cô Giang xin bản dịch luôn nha. Cho cô xin bản dịch luôn. Khi mà những cái người công nhân xây dựng á, đang đã gì gì đó, of the arrival day of material, khi cái thời gian mà nguyên vật liệu nó sẽ đến á,
thời gian nguyên vật liệu sẽ đến, thì họ bày tỏ cái mối lo ngại về cái việc là nó sẽ bị trễ hàng. Đó. À, cho cô xin bản dịch nữa nhé các bạn nha. Spoken, spoken là nói. Đó. Reported là thông báo. Notify, à từ notify cũng thông báo luôn nè. Từ notify cũng thông báo luôn nè. À quên, reported là báo cáo nhé, cô nhận. Rồi, báo cáo. Tiếp theo, require, mình dịch nghĩa là bắt buộc. Đó. Rồi, ừ, đúng rồi, cô đang nhận được bạn Huấn, Kim Huấn á. Bạn Tân, Kim Anh, bạn Ngọc, bạn Hồng, Minh Hoàng, Huy, Duy Hoàng, bạn Trân, bạn Thanh. À, tất cả các bạn đang chọn đáp án là câu C. Cô sẽ chốt ngay câu C nha mọi người nha. Câu này dễ nè. Đó, được thông báo về cái ngày nguyên vật liệu sẽ đến thì họ bày tỏ cái mối lo ngại về cái việc là nó sẽ bị trễ. Trễ deadline đi. Đúng rồi, cô nhận được bản dịch của bạn Nhật nè. Được thông báo về thời gian nguyên vật liệu sẽ đến thì họ sẽ lo là cái thời gian nó bị trễ, delay, delay trễ hoặc là trì hoãn, chính xác. Rồi, cảm ơn Nhật nha. Tiếp theo chúng ta đang đến với câu số 6. Các bạn nhìn thấy câu số 6 không? Ở đây đứng đầu là một liên từ nha mọi người nha. Liên từ hoặc là một trạng từ nó đứng ở đầu câu. Despite ở đây mình dịch nghĩa là gì đây ta? Mặc dù. Đúng chưa nào? Mặc dù, đó. Rồi, đằng sau từ despite sẽ cộng với cái gì đây ta? Cho cô Giang hỏi đằng sau từ despite sẽ cộng với gì đây ta? Except là chúng ta dịch nghĩa là ngoại trừ. Ngoại trừ, rồi while là trong khi. Equally là mình dịch là một cách công bằng hoặc là ngang bằng hoặc là tương tự. Mà mình dịch là một cách công bằng. Ừ đúng rồi, cô nhận được đáp án của bạn Long. Đằng sau từ despite á, bạn Long sẽ cộng với noun phrase hoặc là verb in, chính xác. Rồi, đúng rồi nè. Vậy thì cái từ despite này á, nó sẽ bằng với từ gì? Bằng với in spite of. Rồi, mọi người nhớ giùm cô nha. Mọi người nhớ giùm cô nha. Từ despite á, nó không có đi với chữ of nha mọi người. Không có đi với chữ of nha. In spite thì mới có of, còn despite thì nó đứng một mình nha. Đằng sau nó sẽ cộng với noun phrase hoặc là verb in. Đó, rồi, tiếp theo từ on though. Rồi, even though. Rồi, từ though thì đằng sau nó sẽ cộng với SVO, mình cũng dịch là mặc dù luôn. Đó. Vậy thì ở đằng sau các bạn nhìn nè, nó có admission to performance là chủ ngữ. Is là động từ to be. Free là tính từ, được chưa nào? Vậy thì cái câu này đã đầy đủ SV rồi. Đúng chưa? Cho nên chọn câu A là sai rồi đó. Chọn câu A là sai rồi đấy. Rồi, loại câu A nghe. Cho câu khác nè. Sớm giờ ai mà chọn câu A là sống tỉnh táo lại nha. Rồi, nhớ ngon, cô mới nói tức thì xong á. Câu A đằng sau nó có SV là không chơi rồi. Nghỉ rồi, chọn câu khác nè. Ừ, rồi, chọn câu khác lại nè mọi người nè. Sớm giờ có mấy bạn chọn trước là quýnh vô câu A nè. Cho câu khác nha. Hoàng nè, bạn Huấn nè, bạn Hùng nè, bạn Thiên Bình nè, bạn Duy Hoàng nè, bạn Trân, cho cô xin đáp án câu khác nè. Quăng câu A đi, chơi câu khác nè. Đúng rồi, ok. Vậy thì cái câu này các bạn dịch như thế nào mà ra câu C ấy nhỉ? Các bạn dịch. Ừ đúng rồi, câu C sao lại là câu A được. Nhớ nha, bữa sau thấy despite là đừng có gút vô là SV là đi luôn á. À, cho cô xin bản dịch nha mọi người nha. Cô đang đợi bản dịch của các bạn đấy. Trong khi cái sự cho phép của cái buổi biểu diễn này tự vào cổng của biểu diễn là miễn phí. Rồi các bạn dịch cho cô tới ngay chỗ từ free này thôi. Cho hay lên nè. Dịch tới từ free thôi nha mọi người nha. Thì những cái người mà yêu thích cái rạp hát á, thì vẫn được khuyến khích là sẽ quyên góp tiền, sẽ tài trợ tiền để thể hiện cái tinh thần support của họ.
Ủa chữ nào đâu miễn phí em ta? Đúng rồi, trong khi cái vé vào xem trình diễn là miễn phí, chính xác. Rồi các bạn có thể dịch từ admission là sự vào cổng là miễn phí cũng được, hoặc là vé là miễn phí, ok. Rồi chấp nhận. Đâu có chữ nào buổi chiều buổi sáng đâu quá nhỉ? Ừ đúng rồi, cô nhận thêm được của bạn Hồng nữa nè. Trong khi vé vào cổng cho cái buổi biểu diễn thì là miễn phí, chính xác. Mình sẽ chọn từ while, không chọn despite bởi vì đằng sau nó là SV, lưu ý ha. Rồi, chúng ta chuyển sang câu số 7 nha. Bạn nào cũng sửa lại hết rồi là cô thấy các bạn hiểu bài rồi đấy. Mình đến câu số 7 nè. Câu số 7 tương tự như câu số 6 nha, chọn liên từ, được chưa? À, có một từ mà cô cần phải lưu ý cho các bạn nè. Mình có từ besides, có chữ S. Rồi, xong tiếp, hỏi tiếp nè. Từ besides mà không có chữ S là gì vậy ta? Cho cô hỏi nha. Từ besides có chữ S và từ besides không có chữ S. Đó, rồi giải quyết nè. Ừ, bạn Long đang chọn đáp án là câu B đấy. Fulfilling là hoàn thành tất cả những cái yêu cầu và nhận được unanimous approval. Unanimous mình sẽ dịch nghĩa là đồng lòng, nhất trí, được chưa nào? Bên cạnh đó, ok. Rồi, con thấy các bạn đang chọn đáp án là câu B, right? Đúng rồi, cô nhận được câu trả lời đầy đủ nhất là của bạn Minh Nhật. Chính xác, đúng rồi. Từ besides ở đây mình dịch nó sẽ là liên từ, mình dịch nó là bên cạnh đó. Rồi, còn cái từ beside này á, nó sẽ là giới từ chỉ vị trí nha mọi người nha. Giới từ chỉ vị trí. Đó, nó sẽ bằng với từ next to, dịch nghĩa là bên cạnh. Rồi, nhớ nha. Besides dịch nghĩa là bên cạnh đó, đó là liên từ. Và beside dịch nghĩa là bên cạnh ha. Mình sẽ chọn đáp án là câu B. Như nào? During thì chúng ta dịch nghĩa là trong suốt, trong suốt, và into là vào trong, despite là mặc dù, nãy nói rồi đó. Mặc dù đã hoàn thành, vậy thì đằng sau despite này nè, nó cộng với verb in được nhé, cộng với verb in được, cho nên là câu này đúng nha mọi người nha. Đó, mình chọn đáp án là câu B, despite, đúng rồi đấy. Rồi, mình chuyển sang câu số 8 nhé. Cô đang nhận được đáp án của bạn Tuấn nè, rồi bạn Sang nè, bạn rồi ok, mình chuyển sang câu số 8 nào mọi người nào. Các bạn đọc được câu 8 rồi comment cho cô đáp án với lại bản dịch ngắn ngắn nha. We are not happy, chúng tôi rất là buồn khi mà phải thông báo rằng, chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng, bởi vì cái việc cắt giảm nhân sự, được chưa? Reason cut back on member, mình sẽ dịch nghĩa là cắt giảm nhân sự. Rồi các bạn dịch cho cô khúc sau thôi. Cô dịch tới đây rồi. Cắt giảm nhân sự. Đó, rồi cho khúc sau nha. We won't be able to accept new process, new project. Cái gì đó, notice. Dạ. Cô đang nhận được câu số 8. Ôi sao bạn Hồng comment cho cô câu 9 ta? Mình đang học câu 8 mà nhỉ? Ừ đúng rồi. Chúng mình sẽ chọn đáp án là câu D nha mọi người nha. Until, cho đến khi có thông báo mới, chính xác. Từ except chúng ta dịch là ngoại trừ. Ngoại trừ ha. Ngoại trừ. Rồi next to là bên cạnh đó, onto là lên trên. Rồi until là cho đến khi. Cho đến khi, được chưa nào? Rồi chúng mình sẽ chọn đáp án là câu D, cho đến khi có thông báo mới. Cho đến khi có thông báo mới, em đánh lộn số. Ừ, ok em. Rồi, tất cả mọi người đang làm đúng câu số 8 rồi nè. Hôm nay câu số 8 cũng êm ha. Và câu 9. À, câu 9 có cụm mọi người ạ. Cho cô hỏi nè. Ôi, từ comply đi với giới từ gì ta? Comply đi với giới từ gì ta? Rồi, cho bằng nghĩa với từ gì luôn nha mọi người nha. Rồi, cái câu comply này ai cũng chọn được đáp án hết các bạn. Các bạn comment cho cô là comply đi với giới từ gì và bằng nghĩa với từ gì ha, bằng nghĩa với từ gì nha. Dạ,
Rồi từ comply bằng nghĩa với mấy chữ? 1, 2, 3, 3 chữ nữa, cho 3 chữ nữa nè. Alo, alo, mọi người có biết từ comply là bằng nghĩa với từ gì không ta? Hello bạn Lễ hả? Hello Lễ. Ừ, đúng rồi. Rồi, Lisa. Yeah. Ôi, đáp án đầy đủ nhất là của bạn Minh Hoàng, chính xác. Đỉnh luôn. Đúng rồi. Ờ, Long cũng rất là đầy đủ nè. Chúng ta sẽ có từ comply đi với giới từ with bằng nghĩa với adhere to. Rồi, bằng nghĩa với abide. By bằng nghĩa với từ obey. Rồi, dịch nghĩa là tuân theo. Tuân theo, đúng rồi đấy, chính xác. Ok, mình sẽ chọn ngay đáp án là câu D. Câu này không có thắc mắc gì nữa hết ha. Nó cụm người ta thôi. Đó, tất cả những đề xuất bằng văn bản. Rồi, có một cái mà cô cần phải nhắc các bạn nè. Ngay chỗ đây á, nó có cái từ written, thấy không? Đó, cái này á, đừng có dịch nó là động từ nha. Tiêu luôn á, phải dịch là tính từ. Ghi nghĩa bằng văn bản, được chưa nào? Đó, tất cả những đề xuất bằng văn bản phải tuân theo cái chỉ dẫn văn bản nội bộ của công ty này, nhớ chưa? Rồi, tất cả các chỉ dẫn bằng văn bản, ok? Ừ, Hồng nè, Lễ cũng thuộc bài nè, Trân cũng thuộc nè, Long, rồi Quốc, rồi Duy Hoàng, Minh Hoàng, giỏi, Hùng cũng thuộc bài, ai giỏi quá, bạn Bơ, bạn Lisa cũng giỏi, đúng rồi. À, mình chuyển sang câu số 10 nè, câu này là câu cuối cùng của chúng mình rồi. Các bạn comment nhanh đáp án cho cô xin bản dịch luôn nha. Đó. Rồi, cho cô xin bản dịch luôn nha mọi người nha. Chúng ta đang có là apply for an online membership, là đăng ký thành viên online tại SalesSmart today, ngày hôm nay, và sẽ nhận được một cái coupon cho phép bạn save cái gì đó 20% của rất nhiều những cái sản phẩm. Rồi, cho cô xin câu 10 nè. Rồi, câu này cô không kêu các bạn dịch nha. Câu này cô không kêu các bạn dịch ở trên này. Dịch cho cô đáp án á. Dịch đáp án nha mọi người nha. Cô đang đợi dịch đáp án nha. Save. Rồi, câu này siêu dễ luôn nè. Câu này mình chọn câu D thôi. Save up to. À, cô thấy có Trọng nữa nè. Hello Trọng. Ừ, Trọng nè, Trân nè, Minh Hoàng, Sang, bạn Phùng. Ừ, cô gọi em là Phùng hay là Phụng ta? Tiết kiệm lên đến. Rồi, cho cô xin bản dịch của bốn đáp án nha mọi người nha. Từ out of dịch nghĩa là gì đây mọi người? Out of các bạn dịch nghĩa là gì á? Except for, từ này dễ. Ngoại trừ, cô dịch luôn. Cái nào dễ thì làm luôn đi. Rồi, as far as, từ này rất vui nè. Cho từ as far as nha. Up to là dịch là lên đến rồi, ai cũng biết rồi. À, cho hỏi nghĩa hai từ nè mọi người nè. Từ as far as với lại từ out of. Đó, tôi biết các anh các chị sẽ dịch ngay là out of là ra khỏi, cho nên tôi mới kêu đấy. À, hai bạn luôn. À, as far as là xa như, ok. Rồi, đừng có chơi bằng Google dịch nha mọi người, sai á. Đây không chơi Google dịch nha, sai nha. Rồi, dịch cho cô từ out of với lại từ as far as. Hai từ này á, cần phải học thuộc nàng mọi người nè. Đúng rồi, bạn Long nhớ nè, bạn Sang nhớ nè, giỏi. Đúng rồi, bạn Huấn cũng giỏi nè. Hoàng, đúng rồi, chính xác. Dạ, vậy thì cô sẽ ghi nghĩa từ out of hết. Chúng mình hay có cái cụm hỏi hôm nay anh có dẫn em đi chơi không, thì hôm nay anh bị out of money. Out of money là gì? Hết tiền, anh bị hết tiền rồi. Đó, chính xác. Rồi, mình có từ as far as, chúng ta sẽ dịch nghĩa là theo như nha mọi người nha. Theo như. Yeah. Rồi cô sẽ để cái từ này. Out of stock. À, bạn Lisa cho cô còn ví dụ nữa cơ. Out of fashion là lỗi thời. Out of stock là hết hàng. Out of service là bị hư. Rồi out of money là hết tiền. Đúng rồi. À, out of money là chia tay hả? Ok. Ok luôn. Rồi, học từ out of money là chia tay. As far as là theo như nha mọi người nha. Out of order là bị hư nè, out of order là hết tiền nè. Rồi, out of stock là hết hàng nè. Out of service là bị hư nè, hết phục vụ nè. Rồi trên này có cụm gì, out of gì nữa ta, hồi nãy có bạn comment hay lắm.
À, bạn Lisa, rồi our fashion là lỗi thời nữa, đỉnh luôn. As far là theo như. Rồi, vừa rồi là chúng ta đã học được rất là nhiều những từ vựng nè. Trên 11 từ vựng của TOEIC ngày hôm nay nè. Đó. Xong rồi mình đã luyện tập được 10 câu của phần Part 5 nè. Rồi, các bạn có hiểu bài không? Comment cho cô một cái nha. Với lại làm cho cô một bước nè. Bạn nào mà cần cái tài liệu này để mà mình coi lại á, thì các bạn nhớ là comment cho cô email của ngày hôm nay ha. Rồi, comment thử các bạn hôm nay mình có hiểu bài không nè. Bạn nào mà cần coi lại thì nhớ comment nhanh cho cô email nha, để cô gửi cho nha. Bạn nào mà bị vô trễ đó. Rồi còn không thì mình có thể coi lại trên đây. Hôm nay mình có hiểu bài không? Mọi người ơi, alo. Understand it. Hoặc là, à đúng rồi, cô chỉ cho nè. Ví dụ như hôm sau cô hỏi là các bạn có hiểu bài không, em có thể trả lời là I got it, em hiểu rồi. Đó, đúng rồi, bạn Tiên nè. Ờ, rồi Phong ơi, Phong comment cho cô email nha Phong nha. Rồi, ok. Cô nhận được email của bạn rồi nè. Bạn nào mà cần bài để coi lại á, để đến mình làm lại á, thì các bạn có thể làm cho cô hai cái. Cái thứ nhất á, là mình có thể vô lại trong cái video này, trong cái livestream này để các bạn coi lại. Cái thứ hai nữa thì cô sẽ gửi cho các bạn cái bản chi tiết này để mình coi lại cho nó nhanh hơn ha. Rồi, bạn nào cần thì comment cho cô nhanh nha. Với lại một cái nè, cô sẽ gửi cho các bạn bộ từ vựng của TOEIC, cho nên là các bạn bấm nhanh email đi. Cô sẽ gửi cho các bạn cả bộ từ vựng TOEIC ha. 1500 từ vựng, ít nhất là phải 1500 từ rồi. Ok chưa nào? Ừ, rồi, cô nhận được rất là nhiều email của bạn rồi nè. Bạn nào mà ok rồi á thì comment cho cô nhanh chóng email nhé. Cô đang đợi các bạn nhé. Rồi, cô sẽ tổng hợp sau cái livestream thì cô gửi cho các bạn nhanh nhất nha. Rồi, ok. Ừ, ok, cô nhận được rồi nè. Cảm ơn các bạn ha. Rồi, hôm sau từ giờ trở đi là chúng mình có một câu mới nha mọi người. Cô hiểu, cô hỏi các bạn hiểu bài không thì các bạn đừng trả lời là understand, mất vui ha. Trả lời là I got it, ok. Ừ, rồi, ok. Rồi, ok, bây giờ cũng trưa rồi nè, cho nên là cô sẽ tạm dừng cái livestream này ở đây ha. Chúc các bạn buổi trưa thật là vui vẻ nha. Bạn nào chưa comment email thì nhớ là nhanh chóng lên nha. Rồi, ok, cô sẽ dừng cái video này ở đây, dừng livestream này ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở thứ hai tuần tới vào lúc 11 giờ ha. Còn bạn nào mà muốn giải đề là nhớ nè, tham gia livestream giải đề Part 5, Part 6 cùng với cô Hảo với cô Lan ở trong fanpage Anh Ngữ PMP nha, vào lúc 11 giờ trưa thứ tư và trưa thứ sáu nha các bạn nha. Nhớ là trưa thứ tư với trưa thứ sáu mình vô mình học ha. Rồi, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở livestream lần sau. See you.